học Phật vấn đáp trả lời đồng tu tham học Hồng Kông tập 4 chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không giảng ngày 10 tháng 11 năm 2006 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông chư vị pháp sư chư vị đồng học xin chào mọi người A Di Đà Phật Hôm nay có 36 câu hỏi. Chúng ta cứ y theo thứ tự để giải đáp. Trước tiên là câu hỏi của đồng tu trên internet. Câu hỏi thứ nhất. Lão pháp sư nói kinh Phật không có ý, nhưng lúc dùng thì vẫn là vô lượng nghĩa. Đọc kinh không được nghĩ đến ý nghĩa, lại nói đọc kinh phải biết chuyển kinh. Phải y giáo phụng hành Xin hỏi đọc kinh Không nghĩ đến ý nghĩa Thì làm sao y giáo phụng hành ạ à? Đọc kinh Không nghĩ đến ý nghĩa Rất khó Đó gọi là chân thật biết đọc kinh Cho nên không nhiều người Chân thật biết đọc kinh Đọc kinh không nghĩ đến ý nghĩa Là việc như thế nào là chân tu hành tu cái gì giới định huệ hoàn thành cùng một lúc nếu vừa nghĩ đến ý nghĩa của kinh thì bạn đều phá sạch giới định quệ rồi chính là chân thật dùng phương pháp đọc kinh để tu định để khai ngộ đó gọi là chân thật biết tụng chân thật tụng đến nhất tâm thì người đó khai ngộ trí huệ liền hiện tiền cho nên người thông thường Một mặt tụng kinh Một mặt ở đó nghiên cứu Xem ý nghĩa câu này là gì Ý nghĩa đoạn này là gì Ý đó không phải là ý của Phật Mà là ý của bạn rồi Vì sao vậy? Phật không có ý Cho nên kinh của Phật Bạn thử xem Chú giải của người xưa Thì bạn sẽ hiểu được Bạn xem kinh Kim Cang Có mấy trăm loại chú giải Kinh Lăng Nghiêm cũng có khoảng hơn 100 loại chú giải. Mỗi người chú giải đều không giống nhau. Nếu Phật có ý thì phải đều giống nhau chứ, vì sao lại không giống nhau vậy? Cho nên kinh Phật không có ý. Người sâu sắc thì nhìn thấy sâu sắc, thấy ý nghĩa được sâu, người nông cạn thì nhìn thấy ý nghĩa nông cạn. Chỗ tuyệt diệu của kinh là ở chỗ này. Bởi vì Kinh Phật Chúng ta biết là từ trong tự tánh của Phật lưu lộ ra Trong tự tánh làm gì có ý chứ Làm sao mới có thể kiến tánh Bạn xem Đại Thừa hiện nay chúng ta đang học Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm nói rất nhiều Bạn phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Hết thảy đều buông xuống Thì bạn minh tâm kiến tánh Hết thảy kinh của Phật đều là tự tâm tánh lưu lộ ra Cho nên kinh Phật không có ý người tụng kinh tùy theo trình độ của họ phàm phu tụng kinh là ý của phàm phu a la hán tụng kinh là ý của a la hán bồ tát tụng kinh là ý của bồ tát phật tụng kinh chính là ý của phật bạn nhất định phải hiểu đạo lý này trên kinh dạy chúng ta bạn đừng tưởng tượng đừng tư duy thì ý nghĩa Tự liền khởi lên Đó chính là chỗ ngộ của bạn Nếu bạn vừa nghĩ Nghĩ là ý thức thứ sáu rồi Chấp trước là thức thứ bảy Bạn vừa nghĩ vừa chấp trước Thì rơi vào trong ý thức rồi Đó thật sự không còn là Phật Pháp nữa Phật Pháp đã biến thành thế gian Pháp Phần về chúng ta làm cách nào nó thật ra thiên kinh giảng luận thực hiện ở trên hành vi trong đời sống chính là thập thiên nghiệp đạo đó là nền tảng cho dù là pháp tứ đế của a la hán thực hiện ở trong đời sống vẫn là thập thiên nghiệp đạo Luật Ba La Mật của Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát Các vị nghĩ xem Nếu không có Thập Thiện Nghiệp Đạo Thì chúng không thể thực hiện Chúng đều là không Đều biến thành huyền học Phải hiểu điều này Thực hiện hết thảy học vấn của nhà nho Chính là đệ tử quy Biểu hiện ngay trong đời sống thường ngày chính là như vậy lý luận của đạo gia tuy cao sâu nhưng thực hiện cũng là ở thái thượng cảm ứng thiên cho nên những thứ như vậy bạn phải chân thật làm được đây gọi là thánh học làm được thì như thế nào chính là bạn giống như thánh nhân vậy mặc dù cảnh giới của bạn không đạt đến mức cao như thánh nhân nhưng nhất cử nhất động của bạn trong đời sống thường ngày đúng thật là giống như thánh nhân Đạo lý là chỗ này Cho nên chúng ta không thể không xem trọng quá trình Nền tảng của ba nhà Nho thích đạo Vô cùng quan trọng Những thứ này là sơ học Cũng là cứu cánh viên mãn Nhà Nho đạt đến Cứu cánh viên mãn Chính là như vậy Lý thông rồi Thì sự đều như nhau Phật đến cứu cánh viên mãn Cũng là thập thiên nghiệp Rốt ráo viên mãn của thập thiện nghiệp Chính là thành Phật Đạo lý này Chúng ta nhất định phải hiểu Chúng ta ngày nay phiền não tập khí quá nhiều Chướng ngại cửa ngộ của chính mình Cho nên không khai ngộ Thế nhưng nghiêm túc y theo phương pháp này mà tu học Thì đó chính là trì giới Nhất tâm chuyên chú Chính là định Định đến một giai đoạn tự nhiên sẽ khai trí huệ cũng đừng ngày ngày suy nghĩ Sao ta vẫn còn chưa khai trí huệ Thế thì bạn vĩnh viễn không thể khai trí huệ rồi Vì sao vậy? Đó là chướng ngại rồi có rất nhiều người niệm Phật đến hỏi tôi Thưa Pháp Sư, con niệm nhiều năm như vậy Sao vẫn chưa đạt được công phu thành phiến Tôi nói đời này của bạn đừng hy vọng nữa Tuyệt đối sẽ không đạt được công phu thành phiến Họ hỏi vì sao? Bởi vì bạn có phòng niệm đang chướng ngại chỗ này rồi cái gì bạn cũng không cầu thì tự nhiên sẽ đạt được tâm mong cầu đó của bạn là vọng tâm là chướng ngại nó đã phá quại công phu niệm phật của bạn rồi chân thật phải dùng tâm thanh tịnh để niệm tâm thanh tịnh là không được khởi vọng tưởng cứ thật thà mà niệm thì tự nhiên sẽ có cảm ứng câu hỏi thứ hai thời nay có rất nhiều trẻ em Bị chậm phát triển trí não Và bệnh tự kỷ Xin hỏi phải nên giúp đỡ những trẻ nhỏ này như thế nào Để chúng khai mở trí huệ Đây là bệnh trạng Chúng tôi trong lúc giảng kinh cũng nói rất nhiều Nguồn gốc bệnh tật của chúng sanh Có ba loại lớn Loại lớn thứ nhất là bệnh sinh lý liên quan đến sinh lý của chúng ta giống như trúng gió cảm mạo chúng ta ăn uống không cẩn thận ăn mặc không thích hợp như vậy sẽ bị phong hàn đây là bệnh trên sinh lý bệnh này bác sĩ có thể chữa được tìm bác sĩ thì không sai loại thứ hai là bệnh oan nghiệp chính là quỷ thần giữa thân Hoàng gia trái chủ của bạn tìm đến bạn Bệnh này thì phiền phức Bác sĩ không chữa được Phương pháp là phải hòa giải Ví dụ như nói người học Phật chúng ta biết được Thì có thể đàm phán điều kiện với họ Các vị là người như thế nào? Vì sao các vị lại muốn dựa thân? Các vị có yêu cầu gì? Đàm phán điều kiện họ đồng ý rồi thì họ sẽ đi Bệnh sẽ khỏi ngay và thứ ba gọi là bệnh nghiệp chướng bệnh chậm phát triển trí não bệnh tự kỷ chính là bệnh nghiệp chướng bệnh nghiệp chướng chỉ có một phương pháp đó là sám hối chân thật sám hối trẻ nhỏ không hiểu chúng không biết sám hối cho nên người làm cha mẹ phải hiểu Sám hối thay cho chúng Trong tình trạng như vậy Thì người chân thật học Phật Không được xem là việc xấu Vì sao vậy? Họ đến bảo người cả nhà bạn nghiêm túc học Phật Dũng mạnh tinh tấn Tự nhiên họ sẽ ổn cho nên người nhà phải tiêu tai bồi phước nhiều hơn cho họ Làm nhiều việc tốt một chút Đoạn ác tu thiện Hồi hướng công đức cho họ Vì họ mà làm Hy vọng Phật Bồ Tát phù hộ họ Sẽ có cảm ứng Thứ ba, hiện nay có không ít đồng tu Đều mong đổi được một tôn tượng Phật Bồ Tát, trang nghiêm hơn Mà đem tượng Phật cũ tặng cho nhà chùa Cho nên Đạo Tràng đã quyết định đem những tượng Phật cũ này Hết thảy đều cho chìm xuống đáy sông Xin hỏi, vậy có thuộc về tội làm thân Phật chảy máu hay không? Cho chìm xuống đáy sông Đại Đức xưa có cách làm như vậy Thế nhưng điều là dùng tâm chân thành cung kính Hiện nay là bạn muốn đổi sang tượng Phật trang nghiêm hơn Vậy thì gọi là gì? Thích mới, nới cũ Cái tâm lý này không tốt Nói thật ra, cúng tượng Phật càng lâu Chúng ta nói là Ngài càng linh Ngài nhận nhiều hương hỏa Nếu như tượng Phật này đã truyền mấy đời Đã cúng dường một hai trăm năm rồi Thì không như nhau Tràng hạt cũng không như nhau Một chuỗi tràng hạt Nếu nói là đã từng được bao nhiêu Pháp Sư Vì người niệm Phật đã niệm qua rồi Tôi có chuỗi tràng hạt Có lẽ khoảng ba trăm năm Bạn thử nghĩ xem bao nhiêu người niệm qua rồi còn có một chuỗi là đồng tu ở đây tặng cho tôi Là Kha Cư Sĩ 30 năm trước Lần đầu tiên tôi đến nơi này giảng kinh Hôm đó Đến núi Thái Bình để chơi Tôi không đeo tràng hạt Ông ấy hỏi tôi thưa Pháp Sư Hôm nay thầy có đeo tràng hạt không Tôi nói hôm nay tôi không đeo Quên đeo rồi Ông nói tốt rồi Con tặng chuỗi dòng này của con cho thầy Nếu thầy đeo rồi thì con không tặng cho thầy nữa Tôi xem thấy tràng hạt rất đẹp là tràng hạt bồ đề Hạt bồ đề màu xanh lục Đã biến thành màu đen trong suốt Vừa xem thì thấy lâu năm lắm rồi Ông ấy mua nó ở cửa hàng đồ cổ Tôi hỏi ông ấy bao nhiêu tiền Thời điểm đó là 30 năm trước Là 3.000 đồng Ít nhất cũng 300 năm Bạn nói xem đã bao nhiêu người niệm qua rồi Cho nên tràng hạt đó biết tránh tà càng cổ xưa thì càng đáng đồng tiền cho nên không nên có tâm phân biệt nếu thấy tượng phật trong nhà không đẹp mà đổi sang tượng đẹp hơn thì tâm của bạn không phải là tâm học phật cho nên không cần phải làm như vậy nếu đúng là tượng phật bị hư hỏng tượng đắp thông thường tôn tượng đắp thì đến một thời gian chúng ta có thể giác vàng làm mới lại tượng vẽ tranh vẽ hoặc tranh ảnh in ấn thì sau khoảng thời gian lâu sẽ bị ngã màu có thể thay một bước khác không vấn đề gì loại đó có thể đổi tượng khắc cổ tượng đắp đất do chính mình cúng dường càng lâu mình càng cảm thấy có cảm ứng không nên đổi phải có tình cảm với Ngài Thì Ngài mới có cảm ứng Như vậy mới có cảm ứng <laughs> Câu hỏi tiếp theo Đệ tử chuyên nghe Lão Pháp Sư giảng kinh Một lòng vì chúng sanh Vì chánh pháp vũ trụ Các Lão Bồ Tát ở trong đạo tràng Vô cùng tin cậy con Nhưng họ không nhìn thấu Không buông xuống được Con muốn sớm ngày giảng sanh Dùng thân giáo để giúp mọi người Lão Bồ Tát kiên quyết không đồng ý Mắng con là tự tư Không quan tâm đến họ Chỉ muốn giảng sanh Xin sư phụ khai thị Đây cũng là công phu Cũng là thị hiện Chân thật có thể làm được điều này Cũng là thuộc về hoàng pháp lợi sanh Làm chứng minh Nói rõ với mọi người Việc giảng sanh không phải là giả Mà là thật Tôi làm cho các vị xem Cũng sẽ độ Được rất nhiều người Giống như Việc giảng sanh Của phu nhân Lão cư sĩ Hà Đông ở Hồng Kông Mẹ của Hà Thế Lễ giảng sanh Thoại tướng rất đẹp bạn xem bà ấy Độ biết bao nhiêu là người Cả nhà Hà Thế Lễ Đều là tín đồ kiên thành của cơ đốc giáo Còn người mẹ thì niệm Phật Nhưng mà họ cũng rất tân tiến Ông vẫn là rất hiếu thuận với cha mẹ Trong nhà người nào có tín ngưỡng của người đó Không chướng ngại lẫn giao Bạn xem khi người mẹ giảng sanh Đã làm ra thị hiện Đây là thị hiện Cả nhà À, thế lễ điều niệm Phật Vì sao chị xem thấy đây là thật Không phải là giả Đây là sao cùng độ cả nhà họ Dùng phương pháp giảng sanh Để thị hiện cho họ xem Thì họ không thể không tin tưởng Câu hỏi thứ năm Đệ tử nằm mộng thấy mình niệm Phật giảng sanh Đi rất xa rồi Nhìn thấy toàn thân mình là thân kim sắc Lúc quay đầu nhìn xuống Thì thấy mọi người đang dùng tấm giải dạng Để phủ lên cơ thể con Lúc đó cũng không động niệm Không biết nguyên nhân gì lại quay về Cơ thể dần dần tỉnh lại Xin hỏi người giảng sanh Có phải không được quay đầu lại không? Đúng vậy Chân thật giảng sanh thì sẽ không quay đầu Quay đầu chính là không giảng sanh Nhưng mà cảnh giới trong giấc mộng này Cũng xem là một cảnh giới tốt Đây không phải là cảnh giới xấu Phải niệm Phật thật tốt hơn Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ sáu Đệ tử ở Đại Lục đang làm công việc biên kịch truyền hình Vì để tăng tỷ lệ xem nên sản xuất ra rất nhiều phim truyền hình Liên quan đến tình cảnh, dương dấn, Yêu hận tình thù Đệ tử hiểu rõ nhân quả Trong lòng vô cùng mâu thuẫn Vì công việc này là công việc rất đàng hoàng Trong mắt người nhà và người ngoài Xin hỏi con có nên bỏ công việc biên kịch Để tập trung vào niệm Phật Tránh bị ô nhiễm để cầu dẫn sanh Tây Phương Có thể nắm chắc được không? Đúng Công việc biên kịch Bạn có loại kỹ thuật này có loại kinh nghiệm này vì sao bạn không biên soạn những phim ảnh tốt biên soạn những phim ảnh tốt thì bạn có thể cứu độ được rất nhiều chúng sanh hiện nay phật giáo chúng ta rất cần dùng truyền hình cần dùng những bộ phim ngắn ít tập để mà tuyên dương Phật Pháp Cho nên tôi đối với hai tập phim Liễu Phạm Tư Hướng Mới biên tập của Malaysia Tôi đánh giá rất cao Thời gian ngắn Hai giờ đồng hồ tương đương với đọc xong một biến Liễu Phạm Tư Hướng các câu chuyện trong Phật giáo vô cùng nhiều Có thể từ phương diện này mà phát triển Đây là việc tốt Thay đổi phương hướng là được rồi Bỏ việc hoặc là đổi sang công việc khác cũng được Điều này tự bạn tính toán là được rồi Câu hỏi thứ bảy Đệ tử đã thọ Bồ Tát giới Nhưng 4 tháng rồi Không tụng Bồ Tát giới văn Con tự cho rằng cứ tụng cho tốt Tu cho tốt kinh vô lượng thọ Thì cũng bằng với tu Bồ Tát Đạo Như vậy có đúng không ạ? À? Đúng vậy Nhất tâm niệm Phật Thọ trì kinh vô lượng thọ Giới luật cũng đều ở trong đó Hiện nay thật ra mà nói Thọ giới đều là hữu danh vô thực bạn tam quy ngũ giới bạn đều học không tốt thập thiện nghiệp đạo cũng không làm được thì bồ tát giới chính là hữu danh vô thực đó không phải là chân thật cho nên quan trọng nhất người học phật tại gia chúng ta xem trọng đệ tử quy xem trọng thập thiện nghiệp đạo thì là chân thật trì giới rồi Khi sư phụ giảng kinh hoa nghiêm Nói đến việc Đại sư lục tổ Huệ Năng Ẩn náo trong nhóm thợ săn Sống mười mấy năm Thợ săn mỗi ngày phải sắc xanh ăn thịt Xin hỏi làm thế nào Để đại sư Ngài sống chung Với những thợ săn đó Vấn đề này bạn đọc đàn kinh Thì biết Ngài sống cùng thợ săn Thợ săn Mang đồ săn được về Ngài nhìn thấy nếu như bị thương vết thương không quá nghiêm trọng Vẫn có thể sống được Thì Ngài đều thả chúng đi Khi ăn cơm Ngài chịu trách nhiệm Làm công việc bếp nút Phải nấu nướng cho những thợ săn này ăn Ngài ăn rau bên cạnh thịt Ngài dùng một ít rau xanh Để nấu bên cạnh nồi thức ăn Là ăn rau bên cạnh thịt Suốt 15 năm đây là cách làm bất đắc dĩ Câu hỏi thứ 9 Khi chỉ tịnh niệm Phật Thường hay nghe thấy một số âm thanh Trong tâm cảm thấy kinh sợ, rất sợ hãi Tiếp tục như vậy thì có phải là dễ bị ma dựa không? Làm sao mới có thể tiêu trừ được ma chướng này bất cứ cảnh giới nào hiện tiền thì cứ mặc kệ nó không nên để ý kệ nó hãy tập trung toàn bộ tinh thần và ý chí ở trên câu phần hiệu như vậy thời gian lâu rồi thì tự nhiên sẽ không bị quấy nhiễu nữa bạn không được sợ nó bạn mà để ý thì sự quấy nhiễu đó của nó sẽ sinh ra hiệu quả Do đó nó sẽ càng ngày càng nghiêm trọng Bạn không để ý đến nó thì Việc quấy nhiễu không khởi hiệu quả Không khởi hiệu quả thì nó sẽ đi thôi Nó không đạt được mục tiêu thì sẽ đi thôi Câu hỏi tiếp theo Đệ tử lấy pháp tập niệm của sư phụ dạy Để tu hành niệm Phật Được thọ dụng rất lớn Hiện lấy đây làm nền tảng Sớm tối thêm vào Pháp thập niệm theo 10 hơi thở Lạy Phật 50 lại Ba biến chú giảng sanh Để làm thời khóa sáng tối Xin hỏi như vậy có như Pháp không? Khi đang rất bận rộn Công việc vô cùng bận rộn Không có thời gian công khóa sáng tối Thì làm như vậy thì được Nếu có thời gian thì tốt nhất Thời khóa sáng tối Tụng một biến kinh di đà Kinh Di Đà không cần thời gian dài Sau khi tụng quen rồi Thì sẽ thuộc lòng Tụng Kinh chính là nghe lời giáo huấn của Phật Kinh Di Đà cũng không khó hiểu Nhắc nhở chính mình Chuyên tâm Niệm Phật Phật hiểu niệm càng nhiều càng tốt Tụng Kinh Là để nhiếp tâm Tâm chúng ta tán loạn, tu xong một biến kinh Di Đà rồi thì tâm sẽ định xuống. Tâm định thì niệm Phật mới có công đức, thì mới có cảm ứng. Câu hỏi tiếp theo, về thời gian học Phật và học đệ tử quy, con nên sắp xếp như thế nào cho tốt? Học Phật và đệ tử quy không cần đặc biệt sắp xếp thời gian. Kinh văn Đệ tử quy rất ngắn, tổng cộng chỉ có 1080 từ. Có thể đưa vào trong thời khóa sáng tối. Sau khi bạn xong thời khóa sáng thì tụng đệ tử quy một biến. Tụng một biến là để nhắc nhở chính mình cả ngày hôm nay không được quên. Buổi tối sau khi xong thời khóa tối thì cũng tụng một biến đệ tử quy, nghĩ xem hôm nay những việc nào mình chưa làm được. Lấy đệ tử quy làm thành giới luật Điều này rất quan trọng Đây là giới luật Căn bản Trì giới niệm Phật thì Nhất định giảng sanh Câu hỏi tiếp theo khi học đệ tử quy Có phải là chỉ cần nghe cho tốt Bộ đĩa 40 tập của Thầy Thái thậm chí cũng không được nghe sư phụ đang trực tiếp giảng kinh. Giai đoạn này thì có thể được. Bạn học đệ tử quy kinh nghiệm của chúng tôi ở Thanh trì là dạy những giáo viên hạt giống này. Tôi vốn nghĩ là phải mất 3 tháng đến 4 tháng thì mới có thể thực hiện được đệ tử quy kết quả không ngờ là chỉ hai tháng họ đã thực hiện được rồi điều này vô cùng khó có được làm tấm gương rất tốt cho người chân thật tu hành hai tháng thì làm được rồi nói cách khác hai tháng trước mắt bạn có thể dùng cách làm như vậy sau khi bạn thực hiện được hai tháng rồi thực hiện rồi thì đệ tứ quy đã biến thành hành vi trong đời sống thường ngày vậy thì bạn chỉ cần chuyên tâm học Phật Chuyên tâm học Phật cũng không phải là không cần đệ tử quy nữa Vì thì sai rồi Bạn phải hiểu là đệ tử quy đã biến thành hành vi sinh hoạt thường ngày của bạn Dĩ nhiên không thay đổi Nếu như vậy thì niệm Phật sẽ vô cùng tốt Câu hỏi thứ 13 Đó là nghe thì hiệu quả hơn hay xem giảng ký thì hiệu quả hơn điều này không nhất định rồi căn tánh mỗi người không như nhau nhưng đại đa số người thì căn tánh của nhĩ căn lanh lợi hơn nhãn căn cho nên quán thế âm bồ tát đã lựa chọn viên thông ngài đã lựa chọn pháp môn nhĩ căn viên thông phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo của quán thế âm bồ tát thế nhưng đúng là người thế gian cũng có một số người nhãn căn rất lanh lợi họ nghe thấy không rõ ràng nhưng họ nhìn thấy rất rõ ràng cho nên chính chúng ta phải phản tĩnh phải tỉ mỉ quan sát chính mình rốt cuộc là mình nhĩ căn lanh lợi hay là nhãn căn lanh lợi Xem cũng được, nghe cũng được Mọi người đều không như nhau Khi nghe đĩa Phải nên nghe liên tục một vòng Từ tập 1 đến tập 40 Hay là mỗi tập đều nhất định phải nghe hiểu Và làm được rồi Thì mới nghe tập tiếp theo Phương pháp học tập kiểu này cũng vô cùng tốt Học tập từng tập từng tập một nhất định phải thực hiện được tập đó rồi Chúng ta mới học tập tiếp theo Vậy thì cũng rất tốt Nghiêm túc học tập Bạn xem người ta hai tháng có thể hoàn thành Tôi tin là chúng ta nhiều nhất 3 tháng Thì có thể học xong môn học này Xin hỏi việc dạy trẻ nhỏ đọc kinh Phải nên kết hợp như thế nào Để tu hành của chính mình được tốt hơn dạy trẻ nhỏ vẫn là phải lấy đệ tử quy làm chính ở trong nhà nam nữ và trẻ trong nhà cùng nhau học đệ tử quy hiệu quả sẽ vô cùng lớn nếu chỉ dạy trẻ nhỏ mà người lớn không học thì chúng sẽ nghĩ cha mẹ dạy con mà chính cha mẹ cũng không học đây là giả gạt con rồi Không phải thật Cho nên bản thân người lớn cũng phải làm được Thì chúng sẽ tin tưởng Chúng sẽ rất nghiêm túc mà học tập Thời xưa đệ tử quy không phải là dạy trẻ nhỏ Văn tự đó không phải là dạy trẻ nhỏ Đệ tử quy là thân giáo Các gì nhất định phải biết Chúng ta học giáo dục truyền thống Đặc sắc của giáo dục truyền thống Chính là gia đình Điều này người nước ngoài không có Chúng ta nói cho họ Thì họ cũng không hiểu Nước ngoài không có cái này Lịch sử của chúng ta đã trải qua 5.000 năm rồi Người nước ngoài xem lịch sử của chúng ta Bạn xem Mỗi triều đại Trong lịch sử Khi thay đổi triều đại là động loạn Xảy ra chiến tranh Nhưng thời gian đều không dài sau khi những đế dương này có được chính quyền rồi Gọi là quân vương khai quốc Bình định được động loạn Sau khi họ nắm chính quyền rồi Thì ít nhất có 150 năm đến 200 năm Thiên hạ Thái Bình Hoàng đế đời cuối Có lẽ lại không giữ quy củ Dẫn tới người khác Làm cách mạng Nếu như họ chân thật giữ giáo pháp của tổ tiên xưa thì sẽ không có chính biến bởi vì người dân đều được giáo dục luân lý nên họ đều có thể an phận với chính mình không phải thực sự quá đáng thì sẽ không làm cách mạng không muốn làm loạn làm loạn thì thống khổ rồi phải hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng và tài sản cho nên không muốn làm loạn Trừ khi chính phủ thực sự không hợp lý Cho nên nói người nước ngoài xem thấy Sự an định xã hội Trong mấy nghìn năm lịch sử của chúng ta Đều cảm thấy rất kỳ lạ Rốt cuộc nguyên nhân là gì Thật ra bạn đi nghiên cứu Thì chính là giáo dục gia đình Đó là dạy từ khi còn nhỏ Dạy họ làm người tốt Cả đời làm người tốt Đây không phải là thiên hạ thái bình sao Giáo dục truyền thống thật ra mà nói Nó lời hiện nay là giáo dục tình yêu thương Ngay trong lúc chúng tôi giảng kinh đã nói rất nhiều lần Giáo dục truyền thống chính là từ Phụ tử hữu thân trong ngũ luân Tình thân của cha con là mẩm sinh Không phải là học ở đâu mà có Hiện nay bạn tỉ mỉ mà quan sát Quan sát trẻ nhỏ Khi được 3-4 tháng 4 năm tháng Bạn xem Tình yêu của cha mẹ đối với nó Là không có điều kiện Dù nó còn chưa biết nói chuyện Nhưng bạn xem biểu cảm của nó Tình yêu của nó đối với cha mẹ Bạn từ chỗ này thì nhìn thấy Đây là tự tánh Hoàn toàn là lưu lộ Từ tự tánh Dần dần lớn lên rồi Bạn không dạy dỗ nó cho tốt Nó bị ô nhiễm rồi Bị hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm Mê mất thiên tánh rồi Đạo lý là chỗ này Chúng ta không thể không biết Cho nên phải dạy dỗ trẻ từ khi nào Từ khi trẻ vừa mới sanh ra Ánh mắt của nó đã biết nhìn Tay của nó biết nghe Bạn đừng cho rằng nó không hiểu chuyện Ngày ngày nó đang học Ngày ngày đang xem Ngày ngày đang nghe Cho nên để tử quy là cha mẹ làm cho trẻ nhỏ xem Là một môn học như vậy môn này là thân giáo không phải là ngôn giáo chúng vẫn chưa hiểu chuyện thì người làm cha mẹ trưởng bối ở trước mặt trẻ nhỏ làm cho chúng xem ngạn ngữ xưa gọi là ba tuổi thấy tám mươi bạn thử nghĩ xem khi họ đến tám mươi tuổi họ đã có năng lực biết cái gì là đúng cái gì là sai Đó gọi là thiếu thành nhược thiên tánh Tập quán thành tự nhiên Sự giáo dục này quan trọng biết bao Nếu đến 3 tuổi Thì bởi vậy thì đã quá muộn rồi Đã sinh ra gốc rễ của ô nhiễm rồi Phiền phức lớn rồi Cho nên người xưa chúng ta rất xem trọng giáo dục Tuần trước có một vị giáo sư Ở Đại học Đạm Giang từ Đài Loan đến Là giáo sư Ngô cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ông ấy đến gặp tôi ông nói với tôi là mặc môn giáo ở nước mỹ tôi nghĩ có lẽ hồng kông cũng có mặc môn giáo họ rất xem trọng giáo dục gia đình họ sưu tập rất nhiều gia phả của người trung quốc Họ nói đại khái có hơn một dạng loại Cũng có thể như vậy Bởi vì trước đây nhà nào cũng có gia phả Đa số gia phả đều để trong từ đường Tôn giáo này cũng có người có tâm Khi chúng ta làm đại cách mạng văn hóa Thì thấy đều không còn nữa Vì mà họ vẫn sưu tập nhiều như vậy Nghe nói bảo tàng cố cung Đài Loan Đã sao chép một số thứ Từ chỗ của họ trong gia phả đều có gia huấn đều có gia quy nếu chúng ta tìm được những thứ này thu thập lại rồi soạn thành một cuốn đó chính là giáo dục gia đình truyền thống đó đúng thật là vô cùng hoành tráng đệ tử quy là một môn học phổ biến là một phần của giáo dục nền tảng bắt buộc trong gia giáo truyền thống bởi vì gia giáo trong mỗi nhà việc họ dạy con cháu có liên quan đến nghề nghiệp của họ thí dụ như họ làm kinh doanh thì họ dạy con cháu phải làm ăn như thế nào làm ruộng thì dạy con cháu trồng trọt ra sao các ngành các nghề không như nhau họ có môn học của họ cho nên chân thật là vô cùng hoành tráng hiện nay tôi đang nghĩ cách để thu thập vậy mới có thể nhìn thấy cái góc giáo dục của mấy nghìn năm đến nay của chúng ta bạn sẽ thấy họ dạy người như thế nào đệ tứ quy là một môn học phổ biến môn học nền tảng cũng chính là bất luận bạn tu học nghề nghiệp nào thì bạn nhất định phải làm được nền tảng này cái điều này không thể không biết à. Trẻ nhỏ đọc kinh Như định phải làm được Đệ tử Quy Làm được rồi Thì mới dạy chúng đọc kinh Trước đây đệ tử Quy là thân giáo Ba tuổi vẫn chưa được đọc kinh Đọc kinh có lẽ khoảng 5-6 tuổi đến năm sáu tuổi thì gốc của nó đã vô cùng tốt. Cách dạy học này của chúng ta và người nước ngoài không như nhau. Người nước ngoài khi còn nhỏ thì dạy chúng vui chơi, cho nên rất quạt bát. Chúng ta từ nhỏ đã học để trở thành người lớn, ngồi có dáng ngồi, đứng có dáng đứng, vô cùng quy cũ. Dạy hư đứa bé này rồi, bạn xem không có chút quạt bát nào cả. Thiên hạ Thái Bình là như vậy mà dạy ra Cho nên không như nhau Không tương đồng Câu hỏi thứ 16 Kinh Địa Tạng Nói Bồ Tát Địa Tạng Từ kiếp lâu xa về trước là Bà La Môn Nữ Nhưng Bà La Môn là một họ Ở Ấn Độ xưa trên địa cầu Hơn nữa Còn là dòng họ tôn quý không thể nói các kiếp lâu xa về trước địa cầu này còn chưa có ấn độ cũng chưa có xin hỏi đây có phải là sự trùng hợp không hay là ở trong thế giới lâu xa về trước cũng đúng là có một họ như vậy không sai phật nói với chúng ta con người có sanh lão bệnh tử địa cầu có thành trụ hoại không Phật trên kinh nói rất rõ ràng. Trong phẩm thế giới thành tựu của kinh Hoa nghiêm đã nói qua. Chúng sanh ở thế giới này của chúng ta, tuy dụ nói bằng tu thiện nghiệp, thì sanh đến trời tứ thiện. Thọ mạng rất dài Đều là tính bằng đại kiếp Thọ mạng của người ở trời tứ thiền Hầu như đều là gần hai dạng kiếp Hoặc là làm việc ác thì đọa đến A Tỳ địa ngục Thọ mạng ở A Tỳ địa ngục cũng rất dài Cũng là tính bằng kiếp Sự thành trụ hoại không của địa cầu Cứ một đại kiếp là một lần một đại kiếp là bốn trung kiếp Bốn trung kiếp là thành trụ hoại không Bốn trung kiếp là một đại kiếp Nếu thọ mạng của họ hoặc là hướng phước ở trên trời Hoặc là chịu tội ở địa ngục Chúng ta không tính toán nhiều Nếu tính họ 10 kiếp 10 kiếp địa cầu của chúng ta đã thành trụ hoại không 10 lần Vậy thì họ đi về đâu? khi đi cầu hoại rồi thì họ đi về đâu phật nói với chúng ta đi cầu hoại rồi thì họ đến thế giới khác cũng giống như là di dân vậy nơi này có tai nạn thì phải đến nơi khác tương lai nơi này hình thành trở lại thì họ lại quay về nếu chúng ta tin tưởng sự thật thì vấn đề này không có nữa Hiện nay người phương Tây dùng phương pháp thôi miên Nói với chúng ta là Rất nhiều tập khí này Sẽ mang đến đời sau Nhiều tập khí có ở đời này Là từ đời quá khứ mang đến Họ có liên quan Đây là người phương Tây phát hiện ra Mà Phật nói với chúng ta Trong a lại gia a lại gia giống như một cái kho vậy Hết thảy hạt giống tập khí thiện ác của chúng ta ở trong đó Dính diễn sẽ không bị mất đi Mất luôn là bạn đến thế giới nào Bạn vẫn là Sống ở lục đạo bên đó Nghiệp lực của bạn Vẫn là chủ tế Theo bạn ở bên đó Cho nên con người Không được tạo ác nghiệp Tạo ác nghiệp thì vô cùng đáng sợ Không nên kết oán thù với hết thầy chúng sanh Khi bạn chân thật hiểu rõ đạo lý này rồi Thì bạn sẽ làm được như vậy Vì sao vậy? Kết oán thù với hết thầy chúng sanh Thì oan oan tương báo Không khi nào ngừng dứt Việc này quá đáng sợ rồi Bởi vì giữa người với người Tuyệt đối không làm việc đắc tội với người khác Thiệt thòi cũng không quan trọng Người xưa nói thiệt thòi là phước Thiệt thòi là gì? Là trả nợ Trả nợ hết rồi thì tốt quá rồi Không nên có oán hận Có oán hận chính là không trả sạch Là kết oán nữa rồi Cho nên phải thật là quan hỷ Trả nợ thiếu nợ người khác Ta đều trả rồi Người khác thiếu nợ ta thì không cần nữa Vậy thì tốt biết bao, tự tại biết bao làm người nên quán như vậy thì tốt rồi ừ. Những gì trên Kinh Phật nói Thường sự việc được nói trên Kinh Đại Thừa Đều là sự việc trong vô lượng kiếp Câu hỏi thứ 17. Nông dân trồng trọt thường phun thuốc trừ sâu dẫn đến số lượng lớn côn trùng bị chết. Nếu cứ để mặc cho côn trùng có hại phát triển thì sẽ bị giảm sản lượng, thậm chí mất mùa, mà côn trùng cũng sẽ tổn hại đến những nông dân khác. Xin hỏi phải nên xử lý việc này như thế nào? Vấn đề này Bạn có thể đến Cổ Tấn Đến Bà La Châu Cổ Tấn Đến nông trường Của Lý Kim Hữu để xem thử Thì bạn sẽ biết Bạn sẽ hóa nhiên đại ngộ Ở đó Họ trồng rất nhiều rau xanh, hoa quả Khi tôi đến xem thì là năm thứ sáu Đất đai ở đó rất rẻ Họ mua một mảnh đất Năm ngàn mẫu anh Rất lớn Cả một quả núi lớn Trồng rất nhiều rau Họ nói với tôi Họ không dùng thuốc trừ sâu Không dùng phân hóa học Họ nói năm đầu tiên trồng rau Có lẽ khoảng 80-90% đều bị côn trùng ăn sạch Còn dư lại một chút xíu họ vẫn kiên trì đến năm thứ hai những côn trùng đó rất có lương tâm để lại cho họ một phần ba ăn hết hai phần ba đến năm thứ ba thì côn trùng để lại cho họ một nửa để lại một nửa khi tôi đi xem là năm thứ sáu rồi côn trùng ăn chỉ chín khoảng 5% phần trăm để lại cho họ 95% phần trăm bạn không giết chúng thì chúng không hại bạn bạn càng giết thì chúng càng lợi hại vì sao vậy oan oan tương báo bạn thường nghĩ xem trước đây thuốc trừ sâu phân hóa học mới phát minh không bao lâu chúng ta mấy nghìn năm nay trồng trọt đều không dùng thuốc trừ sâu con người sống như thế nào bạn phải hiểu đạo lý này đó gọi là càng giết càng nhiều bạn không giết thì không có nữa Thì không kết oán Bạn nhất định phải hiểu đạo lý này Chúng ta học Phật Hiểu rõ đạo lý này Thì đi đến chỗ của họ xem thử Xem thấy chân tướng sự thật Thì tính tâm của chúng ta sẽ kiên định Ở Úc Châu Học viện của chúng tôi rất lớn Dường trồng rau cũng rất lớn Bạn xem lần trước Tổ chức Pháp hội hơn một ngàn người ở đó trong một tuần Dường rau của chúng tôi có thể cung cấp đủ Bạn nói xem dường rau lớn biết bao Dường rau của chúng tôi không có phân hóa học Không có thuốc trừ sâu Có côn trùng đến ăn hay không? Hầu như không có Thế nhưng có chim Cây ăn trái của chúng tôi rất nhiều Chim ăn trái cây Chúng tôi thỏa thuận với chim Mà điều quy ước chỉ định một số cây Những cây đó là cúng dường cho các vị Cái gì đến bên đó mà ăn Những cây khác thì không được Chìm chân thật nghe lời Chúng chân thật để lại cho chúng tôi rất nhiều Có mấy cây chuyên để cho chúng ăn Động vật nhỏ Côn trùng đều có linh tánh Bạn không được bắt nạt chúng Không được mặc tình giết chúng Bạn giết chúng thì chúng sẽ đến báo thù bạn Tuyệt đối không phải là việc tốt Nhất định phải biết điều này Chúng tôi thí nghiệm bao nhiêu năm như vậy Thành quả vô cùng tuyệt vời Câu hỏi tiếp theo Câu hỏi thứ 18 Đệ tử Quy dạy chúng ta Nói nhiều lời không bằng ít Nhưng hoàn cảnh nhân sự thực tế vẫn là Thô tục nhiều Mọi người đều thích nói chuyện nhân ngã thị phi Và những chuyện dụng vặt vô nghĩa Người ít nói chuyện Thông thường khiến người khác cảm thấy ra vẻ thanh cao Rất khó giao tiếp Xin hỏi Pháp Sư Làm thế nào để chung sống Hòa đồng với chúng sanh Lại có thể nâng cao được đạo nghiệp của chính mình Mà không phạm khẩu nghiệp Vấn đề là bạn đừng để ý đến người khác đừng sợ phê bình của người khác, chính mình học tập nghiêm túc, dần dần quen rồi, họ sẽ hiểu thôi. Lúc ban đầu thì cảm thấy bạn ra vẻ thanh cao, nhưng bạn có thể làm được hai ba năm, họ cũng sẽ quên mất, họ sẽ không xăm soi bạn mỗi ngày nữa. Qua vài năm sau, họ sẽ học tập theo bạn bạn đã làm tốt hơn họ bạn xử sự, sự đãi người tiếp vật có trí huệ hơn họ làm được viên mãn hơn họ thì bạn có thể cảm hóa được họ có thể dạy cho họ câu hỏi tiếp theo khi con niệm phật thì vọng niệm khởi tới tấp nên con đổi lại dùng pháp niệm Phật đếm số Từ 1 đến 10 rồi lặp lại như vậy Làm như vậy thì vọng niệm ít đi Thế nhưng hình như đếm số lại trở thành chính Làm sao để giải quyết xung đột Phật hiệu và đếm số Bạn không cần cầu cách giải quyết Bạn có thể cứ dùng phương pháp này một mặt đếm số một mặt niệm phật đại đức xưa dùng phương pháp này có rất nhiều người thành tựu rồi cho nên vì sao bảo bạn dùng tràng hạt người mới học thì tràng hạt nhất định là đếm số đến khi nào thì mới có thể buông bỏ đếm số tâm đã định rồi vọng niệm ít rồi thì có thể không cần nữa Buông bỏ việc đếm số Chuyên tâm mà niệm Phật Tâm của họ định rồi Hiện nay tâm của bạn vẫn chưa đạt được định Thì phải nên tiếp tục dùng phương pháp này để mà niệm Câu hỏi tiếp theo xin hỏi Nhân quả chỉ thông ba đời thôi phải không? Bạn phải hiểu ý nghĩa của ba đời Ba đời là Quá khứ hiện tại Dĩ lai Quá khứ còn có quá khứ Dĩ lai còn có dĩ lai Gọi là quá khứ vô thủy Vị lai vô chung Cho nên nhân quả ba đời Là xuyên suốt Xuyên suốt từ đầu đến cuối Chính là vô thủy vô chung không thể không hiểu đạo lý này tuyệt đối không phải là nói chỉ có một đời quá khứ chỉ có một đời dị lai không phải là cách nói này chúng tôi cũng đã báo cáo với các vị bác sĩ coi ít người mỹ đã báo cáo thí nghiệm lâm sàng của ông về sử dụng thuật thôi miên bạn xem ông đã đưa một bệnh nhân có thể quay về quá khứ tám mươi sáu đời thời gian khoảng bốn ngàn năm trong khi thôi miên đều có thể nói được ra từng đời từng đời đã có quá khứ thì nhất định sẽ có vị lai người làm thí nghiệm này là một người bình thường Cả đời Không làm việc ác gì lớn Cũng không làm việc thiện gì lớn Đến nhân gian này rất nhiều lần Bác sĩ coi S Nói được cũng rất hay Ông đã không làm tốt bài tập của ông ở nhân gian Nên cứ ở lại lớp hoài Giống như đi học bị ở lại lớp đến 86 lần Chân thực học được tốt rồi thì sẽ nâng lên cao Làm thực sự không tốt thì sẽ rớt xuống Cứ mãi đến nhân gian vì học không được tốt Phải hiểu đạo lý này Sau khi giảng sanh Tây Phương Phật Bồ Tát Đối diện với nhân duyên Quả báo như thế nào Những ác nghiệp đời này đã tạo Thì sau khi đối nghiệp giảng sanh Thì còn có phải báo nữa không Lúc nào thì báo Khi giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Trên lý luận mà nói Nghiệp chướng hoàn toàn chuyển biến Biến thành cái gì? Biến thành trí huệ Phải hiểu nghiệp chướng Và trí huệ là một sự việc Giác ngộ rồi thì gọi là trí huệ Mê rồi thì gọi là nghiệp chướng Nó chỉ có khác biệt giữa mê và ngộ Thật ra mà nói những thứ này không phải là thật Điều này chúng ta hiểu được Nhưng bạn đang mê thì chúng thật có Thật đúng là trí huệ biến thành vọng tưởng phân biệt chấp trước Kết quả mà vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành chính là nghiệp chướng Sau khi thành Phật rồi Thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn biến thành trí huệ rồi Trong Pháp tướng Duy Thức nói rất hay a à lại gia thức chính là chứa đựng chủng tử nghiệp chướng tập khí giống như cái kho vậy một khi giác ngộ thì nó biến thành đại viên cảnh trí nói cách khác tập pháp giới họ đều đi qua đều tạo không ít nghiệp khi vừa giác ngộ thì thấy đều nhìn thấy rõ ràng liền biến thành vô lượng trí huệ mạt na thức là chấp trước chấp trước biến thành bình đẳng tánh trí ý thức thứ sáu là phân biệt phân biệt biến thành diệu quan sát trí năm thức phía trước là tạo tác tạo tác biến thành sở tác trí đó gọi là chuyển tám thức thành bốn trí cách chuyển như thế nào giác ngộ thì chuyển rồi mê rồi thì bốn trí biến thành tám thức Giác ngộ thì tám thức biến thành bốn trí Là mê và ngộ mà thôi Sau khi giác ngộ Phật Bồ Tát tự nhiên có cảm ứng Đạo giao như chúng sanh trong thập pháp giới Sức mạnh lớn nhất trong cảm ứng chính là người Có ân, có oán với bạn Người đã từng qua lại với bạn Người chưa từng qua lại với bạn Cũng không có cảm ứng Cảm ứng rất yếu ớt Không mạnh như vậy Cho nên đây gọi là Phật không độ người vô duyên Kết thiện duyên với bạn là người có duyên Kết ác duyên vẫn là người có duyên Đến một lúc nào đó Bất kể thiện duyên hay ác duyên Đều có cảm ứng đạo giao với bạn Hay nói cách khác Bạn thấy đều sẽ độ họ Đều sẽ giúp đỡ họ Chúng ta ở trong Kinh Kim Cang Là bộ kinh mà mọi người Cũng quen thuộc nhất Bạn xem ca lợi dương cắt xẻo thân thể Ca lợi dương là vị vua ác Bạo quân Ca lợi là tiếng Ấn Độ là tiếng Phạn Dịch thành ý nghĩa là Bạo quân Hôn quân Bạn xem nhẫn nhục tiên nhân là Bồ Tát Là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Bồ Tát tu nhẫn nhục Ba La Mật Khi Ngài bị cắt xẻo thân thể Thì không có một mảy may oán hận Hơn nữa vẫn nói với ông Tương lai ta thành Phật Thì người đầu tiên ta độ là ông Cho nên khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật Người đầu tiên được độ là Tôn Giả Kiều Trần Như Tiền thân của Tôn Giả Kiều Trần Như Chính là Ca Lợi Dương Khi Bồ Tát đang phải chịu tai họa lớn như vậy Bồ Tát Không có tâm oán hận Ngược lại còn cảm kích Vì sao vậy? Thành tựu được nhẫn nhục ba la mật của Ngài Không có điều này thì đâu biết được công phu nhẫn lại của mình mạnh như vậy Đây là điều mà chúng ta phải học tập Ở ngay trong đời sống hàng ngày Chịu một chút sỉ nhục của người khác Cũng không nên nổi giận Nổi giận thì chúng ta thất bại rồi Vì thì chính mình chẳng có chút công phu gì đặc biệt giống như trong đạo tràng làm nghĩa công sự việc có một chút xíu bất như ý mà đã quay đầu ra đi mãi không trở lại nữa vậy thì đã thừa nhận bạn hoàn toàn thất bại rồi nếu như có thể kiên trì đến cùng đây là nhẫn nhục bồ tát cơ hội khó có được đây là gì chính là chuyển cảnh giới đã dạng ở phía trước bạn phải biết chuyển có trí huệ sẽ biết chuyển Sẽ không bị cảnh giới chướng ngại Cảnh giới nghịch cảnh hay thuận cảnh Người thiện hay người ác Đối với mình đều có chỗ tốt Câu hỏi tiếp theo Thế nào gọi là Đại thiện tri thức chân thật phải có trọn đủ những điều kiện gì điều kiện thì trên kinh phật đều có hơn nữa trên rất nhiều kinh điển điều kiện cũng hoàn toàn không giống nhau chính là khi phật đang giảng kinh thì xem thấy căng tánh của thính chúng bất đồng thì phật có cách nói không giống nhau thường thì có thể tra cứu được ở trong phật học đại từ điển Quan trọng nhất Đại thiện tri thức chân thật Thì nhất định phải có đủ Tam học giới định huệ Giới trình độ và hoàn cảnh trước mắt Chúng ta như thế này Mức độ thấp nhất Thì họ cũng nhất định Phải trọn đủ để tử quy Thập thiện nghiệp đạo cảm ứng thiên Trong xã hội hiện nay Có thể có được trọn đủ ba thứ này Thì chính là Đại thiện tri thức Trong thời nay Câu hỏi tiếp theo hỏi là Chúng con cộng tu nhóm nhỏ Vào tháng 7 hàng năm Tăng thêm mấy lần đọc tụng kinh địa tạng Thì có xem là sen tạp không? Tháng 7 thông thường là nói siêu độ Siêu độ cho chúng sanh trong thế giới u minh Đây là chuyên làm gì họ Nhưng đối với công khóa của chính mình thì không được giảm bớt Đọc thêm mấy bộ kinh địa tạng để hồi hướng cho họ Vậy là đúng rồi Giống như trước đây khi Đại sư Ấn Quang còn tại thế Đại sư Ngài dạy người Do vì thế giới đã loạn rồi Nên bảo đồng tu niệm Phật chúng ta Mỗi ngày sau khi Đã xong thời khóa sáng tối Thì niệm một ngàn danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát một ngàn danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này Là chuyên để hồi hướng cho những khu vực Bị tai nạn ở trong thế gian này Đây là niệm gì họ Đây là việc tốt Cho nên không tính là sen tạp Tự hành hóa tha Công khóa của chính chúng ta là thuộc về tự tánh Nghiêng nặng ở tự hành Hiện nay chúng ta tụng thêm kinh địa tạng Niệm thêm danh hiệu bồ tát quan âm đây đều là lợi tha tự tha hai bên đều có lợi câu hỏi tiếp theo lúc lâm chung không phải là a di đà phật đến tiếp dẫn mà là quán thế âm bồ tát hoặc là đại thế chí bồ tát hoặc là di lặc bồ tát đến tiếp dẫn thì có thể đi theo các ngài không Di Lạc Bồ Tát tiếp dẫn thì không được Không được đi theo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát thì có thể được Tây Phương Tam Thánh đều được Nếu là Di Lặc Bồ Tát Dược Sư Như Lai Hoặc là Thích Ca Mâu Ni Phật đều không được Nhất định là có vấn đề Nếu bạn kiên trì như định muốn A Di Đà Phật cũng được A Di Đà Phật chắc chắn sẽ đến Quan Âm Bồ Tát đến rồi con không muốn đi theo ngài con muốn A Di Đà Phật đến hoặc là nói cả ba ngài đến cùng nhau đều được đều có thể cầu được câu hỏi tiếp theo xin hỏi là pháp sư nội dung học tập và phương pháp để hướng dẫn 50 học trò tương lai có thể công bố lên internet được không chúng có tự biết đức học non kém nhưng vẫn khao khát đi theo cho nên hy vọng có thể học tập ở trên internet nhất định như vậy Như định chúng tôi sẽ đưa lên mạng hơn nữa nếu chân thật cơ duyên này chín mùi thì việc học tập mỗi ngày của chúng tôi thấy đều đưa lên mạng điều này chúng tôi có nói qua rồi vì sao chị? Đối với học tập Ngày nay chúng tôi thực sự vô cùng lo lắng Nho thích đạo Đều không có Thầy giáo tốt Chính là như người xưa nói là Cấp mật đại sư Hiện nay không có nữa cấp bậc đại sư không còn nữa học thuật của chúng ta sẽ dần dần suy thoái nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng học thuật truyền thống năm ngàn năm của chúng ta sẽ đoạn mất vậy thì quá đáng tiếc rồi cho nên nhất định phải có người kế thừa phải có người chân thật phát tâm không cầu danh văn lợi dưỡng Không sợ khổ cực Phấn đấu nỗ lực học tập Chúng tôi sẵn sàng cung cấp môi trường học tập Chính là nơi trốn để tu học Ăn mặc đi ở của họ Chúng tôi đều muốn chăm sóc họ Thời gian ít nhất là 10 năm đương nhiên có thể càng lâu càng tốt nhưng điều kiện căn bản nhất định phải thực hiện được một trăm phần trăm đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo cắm thật chắc ba cái góc này nếu người xuất gia học phật vẫn phải thêm sa di luật nghi là bốn cái góc cần bao nhiêu thời gian để cấm chắc bốn cái góc này vậy thời gian một năm lấy thời gian một năm thực hiện nền tảng chân thật làm được rồi làm được một trăm phần trăm bạn sẽ có trọn đủ điều kiện của thánh hiền con người và thánh hiền nói thật ra là không có khác biệt bạn học tốt chính là gần thánh gần hiền không học tốt thì không có cách gì Sau đó bạn học một bộ kinh Một bộ kinh học 10 năm Bộ kinh bạn học là do bạn tự chọn Nho thích đạo trong ba môn này đều có thể chọn Trong đạo gia thì chúng ta chọn lão tử Hoặc là chọn trang tử Chỉ có thể chọn một bộ Cả đời bạn chuyên nghiên cứu một bộ Tương lai sau này bạn là chuyên gia hạng nhất trên toàn thế giới Chính là cấp bậc đại sư Vậy mới hiệu quả chứ Nếu là học nho Hoặc là học luận ngữ Học mạnh tử Học lễ ký Cũng chỉ là một bộ Học Phật Pháp Cũng là như vậy Bạn học Kinh Kim Cang cũng được Học Kinh A-di-đà cũng được Học Kinh Vô Lượng Thọ cũng được Chỉ được học một bộ Chuyên nghiên cứu 10 năm Hết thảy tài liệu tham khảo Chúng tôi sẽ thu thập và cung cấp cho bạn Tự bạn đi xem Tự bạn lấy bút viết Mỗi ngày đều phải làm báo cáo học tập Lên buộc diễn giảng về báo cáo học tập của bạn Lớp học chính là phòng thu hình Chúng ta cùng sử dụng video để bạn làm báo cáo Video của chúng ta một mặt là cho chính bạn Giúp bạn tự tiến bộ trong tu học Bạn tự mình xem Sau khi xem thì bạn tự sửa lỗi Ngoài ra đồng thời Dùng để phát trên Internet Cho nên học tập Trong 10 năm này thì không được ra khỏi cửa Giống như bế quan vậy Mười năm này là Hoàn thiện chính mình Khi bạn ở trên một báo cáo Các bạn học ngồi ở dưới nghe Nghe báo cáo của bạn Bạn báo cáo xong rồi Thì người khác lại lên báo cáo Cho nên mặc dù một người chuyên học một bộ Nhưng những gì mỗi người học Chúng ta đều nghe được chúng ta đều nghe được nhưng công phu của ta vẫn là một bộ của ta vậy mới có thể thành công chúng ta dùng internet để mà phát sóng chính là khiến người trong thiên hạ được lợi ích bạn xem hoàn thiện chính mình đồng thời lợi ích người trong thiên hạ chúng ta phát sóng ra toàn thế giới Điều này vô cùng có ý nghĩa Chân thật có thể thành tựu được người khác Phải 10 năm không ra khỏi cửa 10 năm đọc một bộ sách Mỗi ngày phải làm báo cáo Bạn không thể lười biếng. Bạn lười biếng thì lên bục giảng Bạn sẽ không bước xuống bục được rồi Hơn nữa khi lên bục giảng Màn hình tivi chiếu khắp thế giới Dù sao thì bạn không thể để mất mặt Cho nên điều này không cần đốc thúc đâu cần phải đốc thúc đâu cần phải kiểm tra người nào đến kiểm tra bạn vậy người trên toàn thế giới đều đang kiểm tra bạn chúng ta dùng phương pháp này tôi sẽ không đi giảng một bộ kinh cho bạn nghe tôi không có nhiều tinh thần như vậy tôi dạy học chứ không phải giảng học dạy học là dạy bạn học như thế nào dạy cho bạn phương pháp học tập bạn y theo phương pháp này học tập thật tốt mười năm nhất định có thành tựu đây chân thật gọi là kế thừa tuyệt học chúng ta kế thừa truyền thống của chúng ta lại truyền đến thế hệ sau không dùng cách làm này thì không có phương pháp thứ hai hơn nữa vô cùng cấp bách hiện nay không làm sau này vô cùng khó khăn nhưng còn phải có thể tìm được người học Không chắc chắn 50 người Thì cũng chắc chắn được 30 người Phải thật là Sau khi Pháp trên Internet Có rất nhiều hộ Pháp phụ trì Chúng ta có trao đổi với họ Người ta cúng dường tiền tài, chúng ta ngày ngày cúng dường pháp. Câu hỏi tiếp theo trong kinh Địa Tạng có nói đến chín loại người bị đọa a tỳ địa ngục, trong đó loại thứ hai là ăn thức ăn của Phật Xin hỏi hành vi cụ thể như thế nào thì mới phạm vào tội ăn thức ăn của Phật? Đây là Người đọa a tỳ địa ngục. A tỳ địa ngục cũng có cấp bậc. Cũng có nặng nhẹ khác nhau Thế nhưng nặng nhất Là ngũ nghịch thập ác Tội ngũ nghịch Thứ nhất là giết cha mẹ Giết cha giết mẹ Ân đức của cha mẹ rất lớn Giết cha mẹ thì nhất định đọa A à Tì địa ngục Việc này phiên phức rất lớn chính là nói thế giới này của chúng ta trải qua rất nhiều lần thành trụ hoại không họ vẫn chưa thể nào thoát ra được tội này rất nặng trước đây rất ít vì sao vậy mọi người đều có giáo dục nên biết được hiện nay không được rồi hiện nay giết cha mẹ quá nhiều rồi trước đây pháp luật có điều luật quyền xét xử của cha mẹ lúc tôi còn nhỏ đã biết hình như là năm dân quốc thứ hai mươi mấy chính phủ mới phế bỏ thế nào gọi là quyền xét xử của cha mẹ cha mẹ bạn kiện bạn ra tòa nó là đứa con này của tôi bất hiếu các ông phải bắn bỏ nó chính phủ liền lập tức chấp hành không phản đối vì sao vậy cha mẹ yêu thương con cái biết bao cha mẹ không cần bạn nữa thì bạn không có tư cách làm người trên thế gian này việc này rất lợi hại cho nên không dám bất hiếu sau khi cha mẹ kiện thì sẽ bị mất mạng nơi thật ra điều luật đó thật sự tốt đáng tiếc sau này bị phế bỏ rồi gọi là quyền xét xử của cha mẹ. Lúc bình thường bạn bị tội khác thì bạn vẫn tìm luật sư để biện hộ giảm tội, nhưng tội này thì không. Tội này không có người biện hộ cho bạn. Hơn nữa lại lập tức chấp hành. Đây là do pháp luật của Trung Quốc thời xưa xem trọng hiếu đạo, nên mới có điều này là tội giết cha. Giết mẹ Giết A-la-hán A-la-hán là thầy Các ngài ở thế gian này để giáo hóa chúng sanh Bạn giết các ngài thì đoạn pháp thân huệ mạng của bao nhiêu người Đây là một người thầy tốt Cho nên Bị đỏ vào a tỳ địa ngục Ngoài ra là tội làm thân Phật chảy máu Đó là câu chuyện của đệ bà Đạt Đa giết phật nhưng không giết được phước báo của phật quá lớn không có ai có thể giết được phật hơn nữa phật có thần hộ pháp nhưng khiến phật đã trầy da chảy máu một chút điều này là có thể có việc này cho nên gọi là làm thân phật chảy máu đó đều là dùng tâm rất bất thiện muốn hại phật Tội này đọa A Tỳ địa ngục Điều thứ năm là phá hòa hợp tăng Chính là mọi người ở cùng một nơi tu hành Phá hoại đạo tràng tu hành Đây là trọng tội Đây gọi là tội ngũ nghịch Đọa A Tỳ địa ngục Ngũ nghịch và thập ác nhất định là đi cùng với nhau Cho nên ngũ nghịch thập ác Đọa A Tỳ địa ngục Ăn thức ăn của Phật Chúng ta phải hiểu ý nghĩa mở rộng của nó Có thể nói như thế này Là mượn danh nghĩa của Phật Chính mình nhất định công y giáo phụng hành thậm chí căn bản không tin phật lừa gạt tín đồ làm như vậy để có được cúng dường của tín đồ họ ở đó hưởng thụ không có tơ hào tâm cung kính đối với phật tội này nặng hành động này vô cùng nghiêm trọng chúng ta cố nghĩ thì sẽ nghĩ ra được bạn xem thứ tứ chúng đệ tử Cúng dường đạo tràng Phước báo nó từ đâu đến Người trong đạo tràng chân thật tu đạo Họ tu đạo thành tựu Thì bạn có phước Họ tu đạo không thành tựu Thì bạn không có phước Nhưng trong nhà Phật thường nói Hạt gạo của thí chủ Nặng như núi tu di Đời này không liễu đạo Mang lông đội sừng mà trả cho nên không nghiêm chính tu hành mà tham lấy những thứ này của phật giáo bất luận là xây dựng đạo tràng hay là làm các loại hoạt động phật sự mà dùng một loại thủ đoạn để lừa gạt chúng sanh không có tính tâm với phật thì tội lỗi của họ hoàn toàn tương đồng với những gì nói ở đây sau khi đọa địa ngục chịu tội địa ngục xong rồi thì làm ngạ quỷ làm ngạ quỷ xong rồi thì biến thành súc sanh vẫn là đến trả nợ cho nên khi chúng tôi giảng kinh đã từng nói qua với các vị trong khổ có vui trong vui có khổ lừa gạt tín đồ hiện tại chân thật họ có được một chút hưởng thụ hưởng thụ vật chất trong cái vui đó có khổ chân thật nhưng họ không biết người tu hành dường như rất khổ trong khổ có vui thật sự niềm vui đó là siêu dược Sáu nẻo luân hồi họ không hiểu được đạo lý này ở trên kinh hoa nghiêm chúng tôi đã từng giảng qua ngũ phiến đề la thì bạn liền hiểu được chính là thuộc về điều này đó không phải là tỳ kheo chân thật không phải là người tu hành chân chánh giả dạng tu hành để khiến những thiện tính đến cúng dường sau khi thiện tính đến cúng dường rồi còn cười nhạo họ người xem họ bị lừa rồi, bị chúng ta lừa rồi. thật có thì vậy, không phải là giả. khi tôi học phật đã từng thấy qua, hơn nữa thấy qua cũng đều là người xuất gia, không phải người thông thường. tư cách lớn hơn tôi, lúc đó tôi vừa mới xuất gia, vừa mới xuất gia nên không dám nói chuyện. nhìn thấy những lão hòa thượng này, có người nhân lúc uống trà nói chuyện thì nói nhân quả mà trên kinh phật nói các ông có tin tưởng không người nhà chúng tôi nói chuyện với nhau thôi các ông có thật tin tưởng không gạ tín đồ thôi bạn xem gì cũng được hay sao loại tâm thái này đều phải là đọa địa ngục rất đáng sợ nguyên nhân là ở chỗ đạo không học kinh giáo Học Phật nhất định là Phải lấy kinh luận Làm chủ tu Liệt kinh luận Thì sẽ nhiều vấn đề Chắc chắn sẽ tạo tội nghiệp Cho nên kinh luận chính là Phật Bồ Tát Không rời kinh luận chính là không rời Phật Bồ Tát Ngày ngày thân cận Phật Bồ Tát nghe giáo huấn của đức phật càng nghe càng hiểu rõ chỉ cần chịu nghe thì lâu ngày dần dần sẽ khai ngộ giống như chúng tôi học tập kinh giáo giảng giải cùng các vị khi chúng tôi mới học giảng kinh thì một giờ phải giảng hai ba trang của quyển kinh hiện tại một giờ giảng một hai câu Đây chính là tiến bộ rồi Trước đây không hiểu ý nghĩa nhiều như vậy Không giảng ra được Trà khắp tài liệu tham khảo vẫn là không có cách gì Một giờ nói chung phải giảng một hai trang Phải giảng mấy mươi dòng Câu hỏi tiếp theo xin hỏi mộng khởi lên như thế nào Đạo lý của tỉnh mộng và đạo lý chẳng thấy thật tướng của thân tâm thế giới Có phải là giống nhau không? Không giống nhau Có tương tự nhưng không giống nhau Muốn có thể thấy được thật tướng các Pháp Bạn nhất định phải buông xuống Vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì bạn sẽ thấy được bạn phải biết thứ tự mà Phật dạy chúng ta Trước tiên buông xuống chấp trước Chấp trước là nghiêm trọng nhất Có thể đối với thế xuất thế gian Pháp Đều không chấp trước Đây là việc tốt Phiền não của bạn đã rơi được một nửa Sau đó lại buông xuống phân biệt sau cùng mới buông xuống vọng tưởng vọng tưởng là gì chính là chúng ta thường nói là khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm là vọng tưởng khởi tâm động niệm vô cùng vi tế chúng ta không có cách gì quan sát nằm mộng đều là khởi tâm động niệm nếu không khởi tâm động niệm thì bạn làm sao có nằm mộng chứ cho nên khởi tâm động niệm thật không dễ khống chế Buông xuống chấp trước thì dễ hơn Như định trước hết hạ công phu ở chỗ này Câu hỏi tiếp theo Tông nhà của con nhỏ hẹp Chỉ có một phòng ngủ Nếu ban đêm mở đĩa giảng kinh Cho chúng sanh Ở thế giới u minh Thì có được không? Có thể bạn dùng tâm chân thành cung kính để cúng dường cho họ Hai bên cùng an ổn, vô sự Họ sẽ không trở ngại bạn Bạn cũng không trở ngại họ Câu hỏi thứ 28 Đệ tử chỉ cúng tượng A-di-đà Phật Nếu khi lâm chung quan âm thế chí Hai vị Bồ Tát này đến Xin hỏi có thể đi cùng họ không họ sẽ hiện ra thân tướng như thế nào điều này có thể được trên lý mà nói có thể nói được không đối với việc các ngài hiện tướng gì mỗi người một khác không như nhau giống như pháp sư thánh nhất ở hồng kông đến núi Phổ Đà Để lại quán âm Bồ Tát Động Phạm Âm Tôi cũng chưa đến đó Lại ở trong Động Phạm Âm quan âm Bồ Tát hiện thân Ba vị Pháp Sư họ cùng đi lại Lại được nửa giờ thì Bồ Tát xuất hiện Mọi người rất quan hỷ khi rời khỏi động Thì ba người họ đã hỏi Ông thấy quan âm Bồ Tát không? Nhìn thấy rồi quan âm Bồ Tát trông như thế nào? Ba người họ nói ra đều không như nhau Pháp Sư Thánh Nhất nhìn thấy là màu vàng kim Đội mũ tỳ lô Mũ tỳ lô giống mũ của Bồ Tát Địa Tạng Toàn thân là màu vàng kim Một vị Pháp Sư khác thì nhìn thấy Bạch Y Đại Sĩ giống chúng ta thông thường đang cúng vậy là màu trắng vì pháp sư thứ ba nhìn thấy tướng tỳ kheo nhìn thấy là người xuất gia đều nhìn thấy nhưng không giống nhau cho nên tướng nhìn thấy khi lâm chung tùy theo công phu niệm phật của bạn sâu hay cạn mà tướng nhìn thấy không như nhau nhưng bạn nhất định sẽ biết bạn biết ngài là người thế nào cho dù chưa từng gặp qua Lúc đó thì bạn sẽ biết Biết thì bạn phải rõ ràng Bạn quyết định đi theo ai Nếu thực sự Nhất định muốn đi theo a di đà Phật quan âm thế chí Đến cũng không được Vậy là vẫn phải đợi a di đà Phật a di đà Phật không đến thì con không đi với các ngài Có thể được có đồng tu nói không cần tu lục độ bởi vì đó là bồ tát tu mà chúng ta muốn thành phật có thể không tu lục độ xin pháp sư khai thị không thể được rồi bạn phải hiểu là phật cao hơn so với bồ tát một bậc phật là từ bồ tát tu thành bạn chỉ học phật mà không học bồ tát thì bạn vĩnh viễn không thành phật được vì sao vậy Nên móng bạn không tu Làm gì có đạo lý này Hơn nữa bạn vẫn phải hiểu là Phía dưới Bồ Tát còn có nền tảng Bạn từng tầng từng tầng đi xuống Bạn mới phát hiện Thứ nền tảng nhất Chính là đệ tử quy Điều này chúng tôi nói quá nhiều rồi Thế Tôn ở trên Phật Tạng Kinh Không phải là Đại Tạng Kinh Là một bộ kinh Ở trong bộ Đại Tạng Kinh Tên của kinh gọi là Phật Tạng Kinh Nói với chúng ta rất rõ ràng Đệ tử Phật Không học tiểu thừa trước Mà học đại thừa Thì không phải đệ tử Phật Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói nếu bạn không y theo trình tự từ nhỏ đến lớn Bạn không theo tuần tự từng bước Thì Phật không thừa nhận bạn Cho nên Phật giáo Trung Quốc Cũng là từ tiểu thừa đến đại thừa Phật giáo Trung Quốc Thời tùy đường có 10 tông Có hai tông là tiểu thừa Gọi là câu xá tông và thành thật tông Hai tông này đến thời nhà tống Thì không còn nữa Cuối thời nhà đường thì đã suy rồi Đến nhà tống thì không còn nữa Hiện nay rất nhiều người không biết Vậy thì Phật giáo Trung Quốc dùng cách tu gì? Dùng nền tảng nho và đạo thay thế tiểu thừa Vậy thì được Vì sao vậy? Nói chung đồ của Trung Quốc thì Hợp khẩu vị người Trung Quốc Cho nên Trung Quốc Dùng nho làm nền tảng Dùng đạo làm nền tảng Bởi nho và đạo Tái nhập vào Đại Thừa Thì không có vấn đề gì Thế nhưng Đại Thừa vẫn là từ thập thiên nghiệp đạo mà tu Mà nền tảng của Nho và Đạo không khác nhiều so với thập thiên nghiệp đạo Cho nên có thể nói hết thảy đều đã đầy đủ rồi Không thể không biết điều này Từ trên nền tảng này Để tu lục hòa kính Khi tinh tông học hội chúng ta thành lập Chúng tôi có một bài Duyên khởi Duyên khởi đề xuất ra Năm khoa mục tu hành của chúng ta Năm khoa mục thì không nhiều Mọi người đều rất dễ nhớ Dễ học Năm khoa mục thứ nhất Chính là tình nghiệp tam phước bạn xem điều đầu tiên của tình nghiệp tam phước Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát tu thập thiên nghiệp Bốn câu này là nền tảng Hiếu thân tôn sư là đệ tử quy Từ tâm bất sát là cảm ứng thiên Câu phía sau là tu thập thiện nghiệp Cho nên ba thứ này là điều đầu tiên của tình nghiệp tam phước Cái đầu tiên phải trọn đủ Có ba điều này thì bạn bước vào cửa Phật Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi Tam quy ngũ giới thì bạn nhất định phải làm được nếu tam quy ngũ giới làm không được thì chỉ là thọ trên hình thức mà thôi, trên thực chất không có. Từ tam quy ngũ giới lại nâng lên cao đến phát Bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa. Đây đều là thuộc về tự lợi, phía sau có lợi tha, khuyến tấn hành giả. Bạn xem tự hành hóa ta. Tịnh Tông chúng ta chính là lấy ba điều này làm nguyên tắc chỉ đạo Sau đó là đời sống trong đoàn thể của chúng ta Quy tắc sống trong đoàn thể là luật hòa kính Đây là giới luật vô cùng quan trọng Phải hòa khí Người thế gian nói là hòa khí sanh tài Gia hòa dạng sự hưng bất hòa Thì tuyệt đối không phải là Phật Pháp Cho nên lục hòa kính Tam học giới định huệ Lục độ Qua mục sau cùng là Phổ hiền thập nguyện Chính là thập đại nguyện dương Chúng tôi yêu cầu Phải thực hiện được năm môn công khóa này Thì niệm Phật có lý nào không giảng sanh chứ Thái độ như vậy mà học Phật Nói không cần tu lục độ Vậy thì nhất định không thể thành tựu Đâu có loại đạo lý đó chứ Câu hỏi tiếp theo Có người nói trước khi ăn cơm Niệm 10 câu Phật hiểu Sau đó thỉnh chư vị chúng sanh cùng ăn cơm Đồng thời thỉnh chư Phật Bồ Tát Đem bữa cơm này biến hiện rất nhiều Để cho hết thầy chúng sanh Đều có thể được cúng dường viên mãn Sau đó mới niệm 10 câu Phật hiệu Xin hỏi như vậy có được không ạ? À? Có thể được Ở trong Đạo tràng chùa chiền thông thường Đều niệm chú cúng dường Đơn giản nhất Trong chú cúng dường là cúng dường Phật Cúng dường Pháp Cúng dường Tăng Cúng dường tất cả chúng sanh Người niệm Phật chúng ta Nếu không có cái tâm này Sự cúng dường này Phải dùng chân tâm thì mới khởi tác dụng Không có tâm lượng lớn như vậy Không có tâm chân thật như vậy Chỉ niệm 10 câu Phật hiệu Cúng dường cũng được rồi Đem những thức ăn này Biến thành vô lượng vô biên Là biến thực chân ngôn Không biết niệm cũng không sao Dùng ý niệm của chúng ta Cầu Phật Bồ Tát Đem những thứ đầy biến hiện ra cũng được Cho nên trong Phật Pháp Nói thành tắc linh Quan trọng nhất chính là tâm chân thành Tiếp theo xin hỏi Đối với tiền phóng sanh có thể lấy ra Để nhận nuôi động vật tàn tật Trong sở thú Hoặc làm quỷ Cứu trợ động vật được không Đây là điều nên làm Có thể được Thậm chí chúng ta dùng nó in ấn Những tài liệu tuyên truyền Bảo vệ động vật Đều được Như in tranh bảo vệ động vật Cũng vô cùng tốt Khuyên người ta không nên sát sanh Bởi vì phóng sanh hiện nay Nói thật ra phóng sanh trong Pháp hội thông thường Có rất nhiều Tệ nạn Bởi vì đặc biệt phải đặt hàng trước Bạn không đặt hàng thì họ sẽ không bắt Bởi vì bạn phóng sanh Thì họ sẽ gắng sức lùng bắt Thế thì chẳng phải phóng sanh biến thành hại sanh rồi sao? Đây là sanh ra quan niệm sai lầm Chúng ta nhất định phải biết được Thật sự Phật bảo chúng ta phóng sanh Không phải Pháp hội phóng sanh quy mô lớn Mà là bình thường bạn đi chợ mua thức ăn Bạn nhìn thấy những động vật này Thấy chúng đúng thật có thể sống được Bạn mua để phóng sanh Nếu như nói thấy những chúng sanh đó Không thể nào sống được thì không cần đó là nghiệp báo của chúng cho nên nếu thật sự thấy chúng còn sống khỏe mạnh thì có thể được là bảo bạn tùy duyên không phải là có ý đi làm đây là việc tốt thường hay có loại tâm này gặp được rồi thì hãy giúp đỡ dưỡng thành cái tâm như vậy hành trì như vậy thì tốt đạo tràng chúng con còn có mấy vị thầy nói là có thể đưa chúng sanh ở thế giới u minh đến thế giới tây phương cực lạc xin hỏi thật có thể làm đến được không mà thật có thể không phải là giả hiện nay chúng sanh ở thế giới u minh họ niệm phật nghe kinh thường thì còn nghiêm túc hơn con người chúng ta cho nên hiện nay biến thành người chẳng bằng quỷ nguyên nhân là gì quỷ biết tai nạn cho nên họ rất sợ hãi con người không biết con người là ngu muội nhất mấy năm trước chúng tôi nghe thấy một câu chuyện đây là một vị pháp sư ở đông bắc rất nhiều người đều biết Sân thần ở Bắc Triều Tiên Có hơn 300 vị sân thần Họ mong được Tu Pháp môn tịnh độ Muốn tìm Thầy Để dẫn dắt họ Đến Trung Quốc để tìm Họ cử tám đại biểu Cử tám vị sân thần đến Trung Quốc tìm Tìm suốt nửa năm mới tìm được Họ muốn thỉnh ly sư ấy về Thần hộ Pháp Trung Quốc rất lợi hại ở cửa biên giới không cho đi sư ấy xuất cảnh sau đó tám vị sơn thần này cũng không tệ tám vị sơn thần này cũng không về hết thảy đều quý y rồi ni sư ấy đã hỏi họ các vị làm sơn thần bao nhiêu năm rồi ba nghìn năm rồi vị pháp sư này nói ba nghìn năm trước thích ni phật còn tại thế sao các vị không học phật lúc đó chúng tôi không biết hiện nay biết học phật rồi Họ nói đi khắp nơi xem Lên trời thấy cũng không tốt Vẫn là thế giới cực lạc tốt nhất Thật sự như vậy Quỷ thần rất dụng công Mỗi lần chúng tôi làm Phật sự siêu độ Pháp hội siêu độ tam thời hệ niệm Chân thật hữu hiệu Ở trong đây có quỷ thần giảng sanh không? Có Chính là thiểu số Đa số Cũng được siêu độ rồi Ví dụ như nói Cõi ngạ quỷ siêu độ đến cõi súc sanh Là siêu độ rồi Siêu độ đến cõi người thì càng cao hơn Hết thảy đều được lợi ích Số vẫn ở lại trong cõi quỷ Đại khái ở lại khoảng một nửa Một nửa còn lại đi đến các cõi khác rồi Việc này chân thật là việc tốt có đồng tu rất tốt bụng đãi người xử sự, sự cũng xem là tốt nhưng khi mọi người muốn làm việc thiện thì họ luôn thể hiện thái độ phản đối khiến cho việc thiện không thể tiến hành thuận lợi xin hỏi chúng con phải làm như thế nào mới tốt phải hỏi họ về việc thiện này rốt cuộc là việc thiện gì trong việc thiện có thật có giả giống như trong liễu Phạm tứ huấn đã nói nếu việc họ phản đối không phải là chân thiện thì sự phản đối của họ là chính xác nếu họ phản đối việc thiện thật sự thì họ không có trí huệ người đó là người rất tốt nhưng tâm từ bi không đủ trong đây có rất nhiều nguyên nhân phải tỉ mỉ mà quan sát có đồng tu khi vừa mới quy y thì ăn trường chay cùng vợ qua mấy năm là chuyển thành ăn thịt hơn nữa còn ép người nhà cũng ăn thịt không ăn thì đánh gây rắc rối đến nỗi không thể tiếp tục sống xin hỏi phải làm như thế nào đây là nghiệp chướng hiện tiền nếu như bạn muốn cầu cho cả nhà hòa thuận Gia hòa dạng sự hưng Thì bạn phải nghiêm túc nỗ lực học tập thực sự bất đắc dĩ Thì bạn phải cầu Phật Bồ Tát gia trì Rất hữu hiệu Trong đồng tu chúng ta đã có người như vậy chính mình phát tâm ăn chay nhưng chồng không bằng lòng cô ấy đã cầu phật bồ tát khiến cho anh ấy ăn thịt thì bị đau bụng kết quả cầu được rồi sau đó cứ ăn thịt thì bị đau bụng không dám ăn nữa tâm chân thành thì có thể cảm ứng cầu được cảm ứng cho nên khi chính chúng ta không thể giải quyết được thì phải nương vào phật bồ tát phải có tính tâm chân thành đối với phật bồ tát các ngài thật sự sẽ gia trị bạn vì sao vậy bạn là thiện tâm thiện duyên thật sự là giúp anh ấy cứu anh ấy bảo anh ấy bớt tạo nghiệp đây là việc tốt câu hỏi tiếp theo đệ tử ở canada làm việc ở bộ phận nhà ăn của một viện dưỡng lão cho người đã về hưu phụ trách vấn đề ăn uống của người già phải dứt đi thức ăn thừa của người già xin hỏi như vậy có phải là tạo nghiệp không là tạo nghiệp người già ăn uống ở nước ngoài thông thường đều là tự phục vụ tự phục vụ thì nhất định phải khuyên người già ông bà ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thì sẽ không lãng phí phải nói với họ về nhân quả báo ứng phải bảo họ tiếc phước không nên lãng phí đồ ăn chính mình phải làm tấm gương tốt đồ ăn dư thừa mỗi ngày thì bạn vẫn phải xử lý họ sẽ không để lại đến ngày hôm sau bạn có thể bố thí cho người nghèo ở nước ngoài có rất nhiều người nghèo bạn có thể tặng cho họ ăn Hoặc là có một số đồ có thể bố thí cho chúng sanh Chim có thể ăn, côn trùng nhỏ có thể ăn Đều có thể cúng dường cho chúng Như vậy đều tốt Câu hỏi cuối cùng Sau khi đệ tử di cư đến Canada Từng gia nhập vào phái nhất quán đạo Hiện nay học Phật rồi Nhưng đàn chủ Cứ hai tuần đều gọi điện thoại thông báo Phải quay về đi học Tạo thành phiền phức rất lớn Xin hỏi phải nên làm thế nào mới tốt Điều này rất đơn giản Bạn đổi số điện thoại nhà bạn là được rồi Họ sẽ không tìm được bạn nữa Người thân bạn bè quan trọng thì thông báo cho họ Người thân bạn bè không quan trọng thì cũng có thể không cần nói với họ ít nói chuyện tiếp xúc ít người thì phiền não sẽ ít lời người xưa nói rất có đạo lý biết nhiều việc thì phiền não nhiều biết nhiều người lắm thì phi không phải là người thân bạn bè thật sự thì không cần phải tiếp xúc thường xuyên không cần phải gọi điện thường xuyên tôi có cái điện thoại di động đã tắt khoảng 10 tháng rồi Đều không dùng đến nó Hôm nay tôi thử dùng một chút Vẫn còn hoạt động 10 tháng không dùng Tôi xem xem nó có bị hỏng không Nó không hỏng Những chỗ như thế này Thì chính chúng ta Phải có trí huệ để Mà xử lý như thế nào Dù nghiêm trọng đến đâu thì tôi nghĩ cũng không quá nghiêm trọng họ cũng sẽ không làm phiền như vậy khi quá nghiêm trọng thì chuyển nhà học phật nhất định phải khai trí huệ nhất định phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng chúng ta chân thật tu thì sẽ cảm động được họ đặc biệt chân thật tu thì cảm ứng sẽ rất nhiều giống như vệ sinh thông thường trong nhà côn trùng nhỏ nước ngoài cũng là như vậy như kiến dáng ruồi mũi chuột đi đến toàn thế giới đều có người học phật chúng ta có thể chung sống hòa bình với chúng không làm phiền lẫn nhau đều có thể câu thông mà những động vật này có thể câu thông thực vật cũng như vậy ở nước ngoài đại khái mỗi nhà đều có giường trong giường của người nước ngoài đều trồng hoa giường của người hoa thì đều trồng rau cho nên ra nước ngoài nhìn thấy giường của họ trồng rau thì bạn sẽ biết họ nhất định là người hoa người hoa rất thích trồng rau ngay cả những thực vật này cũng có thể chung sống hòa hợp cho nên trong vườn rau của chúng tôi mở tiếng niệm Phật Cho cây cối hoa cỏ nghe Đều phát triển rất tốt Vô cùng là tươi tốt Rau của chúng tôi đem ra chợ Người mua rau nhìn thấy thì hỏi Rau này của các vị từ đâu đến vậy Ngon hơn rau của chúng tôi Bởi vì trong rất nhiều Nên mỗi tín đồ đến đạo tràng Đều mang một ít rau trở về Là tự trọng hơn nữa các đồng khu cũng rất phát tâm thường hãy đến vườn rau để chăm sóc các loại rau củ các loại trái cây này hiện tại đã hết giờ rồi cũng vừa đúng lúc trả lời hết câu hỏi ngày hôm nay a di đà phật cẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail.com Người đọc Hạnh Quang Phát tâm cúng dường Do nhóm đệ tử quy Thành tâm cúng dường Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát âm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà Phật